làm quay phim. Anh cứ bảo là hôm nay chúng ta thì anh quay phim đi đã. Cây cửa bắc nào? Lưng nước nhất. Ổ quá, thì anh em rong nước. Lọc bán được thì anh em mình lọc. Ổ quá. Thế tí nữa mời bác nước. Cây của ai đấy nhỉ? Tưởng mà mấy anh em lên Bắc Ninh. À đây là cây của anh đây. Hai ngày chứ Bắc Ninh. Cây của anh đây gì? Cây của anh đây. Sạch ghê nhỉ? Sạch. Hôm nay làm nông nhanh xong. Cái này bao tiền đây? Cái này là 8 triệu rưỡi chú. 8 triệu rưỡi. Tanh làm điền đẹp đấy. Điền chứ. Làm nhanh xong. Cốt chậu. Cốt chậu và bồ dục ngày xưa đây. Vậy khi có anh nào yêu thì đấy, giá là yêu thương rồi đấy. Đấy, yêu thương 8 triệu rưỡi. Già sạch, bụng trộn. Rất lành lặn. Cần thiết anh quay ra ngoài. Có, bác cứ quay đi. Xanh đẹp nhỉ. Đấy. Không, chờ. Bác hết hàng thì sao đấy? Tôi bán luôn hết rồi. Tốt quá. Trông chúng ta lại trẻ đẹp hết. À thế à? Mày, đấy. Hay quá. Chúng rằng nó rằng nó là phôi thôi, nhưng mà nó là phôi mịn rồi. Sáng chúng ta có thể là anh xem chúng ta xem tức. À thế à? Trẻ hơn. À hay quá. Thôi rồi, phôi mịn. Rồi bây giờ cứ chảy ngược cái này chết. Rồi, ok. Lại nổ số cái nhỉ? Ừ, xuân trước đây. Xuân trước, số 0982. Sáng sớm làm việc với xuân trước ạ. Rồi. 0982. 0982. 705. 705. 096. 096. Rồi. Xuân trước. Quay qua đi em suy để biết đâu không người thích. Xuân trước bắt cây rất giỏi nhỉ? Cây ấy mà ưu phục quá. Quá sạch, quá đẹp luôn. Đây này, gãi ra đầy thế này. Gãi ra đầy thế này. Không phải ý là gãi đầy bệ này. À đầy chứ. Chậu mà, chậu. Gọi là phôi mịn đấy. Phôi mịn. Phôi mịn mà phôi cốt chậu chứ không phải là phôi chứ không phải phôi đất. Nói chung là nhìn cái nước ra là thích rồi. 8 triệu nhỉ, vừa nãy bảo 8 triệu. 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Ừ. Giá nó yêu thương mà. Đấy, yêu thương. Mình báo ở trên đấy thì nó phải là báo hợp lý. Anh còn cây nào nữa nhỉ? Cái này à? Si. Đang làm đây. Đấy, cái này thì sao? Cái này ông nào về ghép đá cũng được, cũng đẹp. Đúng. Chơi không cũng đẹp, ghép đá cũng đẹp. Đúng. Đấy, bắt đầu mùa này bắt đầu búp đỏ đấy. Búp đỏ cho. Bao nhiêu hiệu đấy? Cái này là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Đá êm ái cả. 2 triệu rưỡi. Đấy, toàn hàng đẹp. Sạch. Toàn hàng đẹp. Sạch. Toàn hàng sạch thôi. Đấy, đỏ đấy, búp bắt đầu đỏ, chót. Càng rét càng đỏ, yên tâm. Ừ. Ông nào thích về làm cái cổng làng vào đây, được. Đúng. Không, cứ thế này mà chơi thôi, nhỉ. Yeah. Xinh. Quệ, à. 2 triệu rưỡi, 2 triệu bạc nhỉ. 2 triệu rưỡi. Đấy. Giá là êm ái. Càng ngày càng ít cây đấy. Càng ngày càng ít. Kiếm được đồ. Khó quá. Đấy. Đi mua là rất khó nhá, cho nên có thấy nét là bắt ngay về còn kịp. Không có mua được chứ. Bây giờ nhiều người chơi quá mà cây thì không sản xuất thì hiếm, đúng không, chính xác. Mà cái đồ đấy lại hiếm. Đấy. Làm việc chưa? Đấy. Đó, hôm nay đi ăn sáng này có quà. Sung này thì bao nhiêu anh? À, con sung này 1 triệu rưỡi chú ạ. 1 triệu rưỡi. Chào Dương Minh Tuyền nhá. Ôi giờ này càng ngày càng đẹp trai ra anh nhỉ. Đấy. Yeah, mày đi. Honda 1 tỷ lên bảng đấy. 1 tỷ đấy. Không, cái này ngon đấy. Nhưng mà anh nay không đi ô tô à? Mày đi. Đây, mày lại đây. Sao lại để Honda đấy? À, mà là vào việc rồi thì. Honda là Honda của anh em này. Cái này 1,5 triệu nhỉ? 1,5 triệu nhỉ? Sung 1,5 triệu nhỉ? Lúc vào là cái đỏ âu, con này chơi thì con gì? Thế. Nó sạch. Nó mới nhanh, cút tiếc nó rồi. Sửa tí thôi. Sửa tí. Chả sửa cái gì nhỉ? Đấy, bỏ bớt cái đấy đi. Đọc mày nói là đọc viết miền Bắc cái này. À nhưng mà của anh à? Của anh mà. Mua ở chợ. Vừa nãy em tưởng cái gạo cái sắn. Sắn đấy. Gạo thì này dễ. Không, nhưng mà mày tài sắn mà nó lại cứ chai cái này nó không bị ấy nhỉ? Cụ nó. Không biết rồi, nhưng mà nó bị nó cơ bản nó thường phơi lắng
hiểu. Đấy, thường này thường sắn nó không được lâu ấy, nhưng mà con này lại kiểu như là bền ấy nhỉ. Này nó giòn lắm, lại sao cái nó gãy thêm mà nó được thế này này. Mà lại sắn đỏ nhỉ, sắn đỏ. Dã man này. Đấy. Cái này cái gì? Đấy. Nhiên này. Sắn này, cái sắn rừng ấy, cái sắn sắn mà ăn củ này. Đấy. Mày sắn đỏ, giống sắn đỏ này bây giờ không có đâu, ít lắm. Sắn này sắn cổ, sắn đỏ đấy. Mua cái này để lúc nào đói là ấy anh. Chứ bây giờ bây giờ toàn sắn tím ấy. Nó hay lên. Hay sắn đâu. Ôi, cái củ này nó tròn xoe xoe nhỉ. Đấy, bình hay. bé xiêu ấy. Hay quá. Mày lại được cái sắn đỏ mới hay này. Đấy. Mày uống được cái này, thằng này nó rất giòn nha Tuyền này. Giòn. Giòn lắm rồi. Này. Chơi con quê này. Em trên kia quê sắn, đất sắn mà gì chả biết. Đấy. Mua con này mà tay ở Thanh Hóa nó tiếc quá, cướp trên ăn mướp. Độc đáo đấy. Ra cộng lại và thôi không bán nữa. Độc đáo đấy. Mà. Bao tiền cái này đây anh? Cái này là 5 triệu rưỡi. Đấy. Bao nóng đây. Chả bằng cái ngọn lửa xanh cắt ra. Ai mình bao nóng đây. Con này là bao nóng. Con đấy cũng là một con là 8 củ. Chính con đấy hay đầy đặn nhỉ, sạch 8 củ đúng không? Đấy thì lấy cái này, lấy hai cả hai con thì lấy. Thế thì không mà thế thì không mà nhà nước làm ngân hàng nhà nước. Đưa này cắt cái này đưa này. Làm ngân hàng nhà nước không có lấy cái này này lên được không, sao nó to nó khít cái này thì nó mất hôm nay rồi mình mở cổ ra chứ. Qua thế anh lên ảnh nhưng mà nhìn trả lên ăn ảnh tí mẹ nào. Ông chụp cũng không biết ngày đâu, ông chụp vậy thôi. Đấy là chụp cái lúc trở lên xé thì nó cho vào trong thế càng tốt mình cứ phải đau đầu sạch 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 hơn quá. À. Con này nhưng mà là con hay này. Con kia thì dễ nhìn. Đấy. Bốc cả hai con thế rồi. Thì... Mà nói thật nhé, ra đi kiếm không có nhé, ra nhà chú ý hết rồi. Hết rồi, hết. Nữa, hết làm rồi. Gì có. Hết rồi. Hết sạch rồi. Mỏ khai thác là cạn hết, rồi. Hết. Sẵn. Hết đấy, còn mấy con này sót lại là ông dư lâu lắm rồi. Đấy, có ông này là hay này. Nếu con như phê nhé. Này chơi lại. Mưa cà phê. Đỏ. Nha. Vậy là kiếm rồi. Ngoài anh ấy thì tí nữa. Còn xin ra đây. Đây quả cán hồi Tân. À được. Ừ. Bao nhiêu tiền nhỉ anh? Con này 4 triệu. 4 triệu. À. Tân mà có đồ này à? Hơi bị chạy cái này. À. Anh bây giờ hàng nhỏ anh không chăm được người mấy anh vào bán hộ. Nghe vơi là nó bị mất nước à? Nghe vơi là đọc số các anh nhỉ? 0936 292 377. Hôm trước có ông chú ông ấy thích cái cây tỉ hưu của anh ấy, hỏi hộ anh bán rồi thôi. Để cho anh Tân mà chú em to thế em không vá được, không chơi được, thích nhưng mà không bê lên được. Sắn 1, 2, 3, 4 củ. 4 củ. Sắn này bây giờ nó ngọt rồi, nó không bùi nữa, bây giờ ăn nó ngọt. Độc nạo Bình Dương nó có một cây to, con này nó nhỏ, con này bên miền Nam hay con này còn miền Bắc. Nhưng trong kia thì nó là sắn tím, sắn trắng. Đây là sắn đỏ. Đây là sắn đỏ. Mà giữ được cái sắn như này là giỏi đấy. Thường nó thân của nó không phải thân gỗ. Nó giòn bỏ sơ ra khỏi chẳng đâu mà. Em đi thẳng taxi vào vòng đầu giờ luôn. Đấy, thêm cây này là lâu rồi, nhẵn thân hết rồi, nhẵn hết rồi. Cứ cao thắt nó lên này. Cây này lâu rồi đấy. Ở trên kia có món đặc sản lá sắn thì ngon. Búp cái búp này.
Ôi sắn ngon ấy nạc ừ, hết sống ngon lắm. Ngon lắm. Sắn ngon bùi nấu cá. Nấu cá. Nấu cá ngon. Nấu cá hoặc nộm nước đều ngon. Nhưng ngày xưa là đói thì mới phải ăn, nhưng bây giờ là đặc sản. Đây anh Thắng này. Bao nhiêu tiền anh Thắng? 12 triệu. 12 à? Gì nhờ lại nổ số cái nhỉ? 0979 796 881 12 triệu không chơi thì chơi cái gì nhỉ? Cây đà này làm bao nhiêu năm? Lâu lắm mới thấy một cây đà nó hoàn thiện ở đây đấy. Chít đẹp quá. Đấy, đứng xa tí. Cây đà khỏe. Cây đa này 12 triệu của anh Thắng. Nghĩ các bác mình bốc tôi cũng thèm ấy. Tôi không có đất chơi ấy. Chịu. Con tàu thật á. Đấy. Ai cũng nhìn cây sắn, ai cũng thích. Cây này là nhất miền Bắc. Bắc đỉnh vời, còn Nam là gì nhỉ? Đấy, ngồi trồng sắn 3 năm mà chả chịu làm cây. Giờ thì bở gì nữa, giờ nó chai ra rồi. Đấy, ok các bác, cây đa đẹp quá. Chúc Thắng giao lưu thành công. Cây này, cây giá rất hợp lý rồi. Rồi hôm nay có mỗi phút cũng hay. Có làm thì ok các bác, cây sắn ok.